Kem sưởi nhà tắm Thăng, 80% người Việt Nam sử dụng. Chúng ta lại gặp lại nhau và cùng tiếp tục được trò chuyện với anh Nguyễn Quốc Đạt để cùng tìm hiểu về cách sửa chữa các bộ phận khi mà để sửa nhà tắm của các bạn gặp vấn đề. Và ngày hôm nay thì anh Đạt sẽ chia sẻ với các bạn cách để sửa chữa khi mà quạt thông gió của để sửa nhà tắm bị hỏng. Xin chào anh, như em đã vừa giới thiệu thì ngay bây giờ anh có thể hướng dẫn các bạn khán giả được biết cách chúng ta sửa chữa khi mà bộ phận quạt thông gió bị hỏng được không ạ? Xin chào tất cả các bạn, mình sẽ trả lời câu hỏi của Trang. Trong trường hợp mà quạt thông gió của đèn âm trần 4 bóng bị hỏng thì chúng ta sẽ phải là tháo rời đèn xuống và chúng ta sẽ tháo mặt đèn bóng đèn ra và chúng ta sẽ kiểm tra xem là motor của đèn của quạt có bị hỏng hay không. Cũng có trường hợp nữa là tụ điện mà khi đấu vào motor bị hỏng, chứ motor không bị hỏng thì chúng ta sẽ bằng cách là cũng tháo phần nhựa đằng sau ra và chúng ta sẽ thay thế bằng một số tụ điện mới. Và công việc này thì cũng khá là phức tạp, nên các bạn khi trong trường hợp mà sản phẩm của mình bị hỏng thông gió thì chúng ta sẽ mang tháo sản phẩm đến và mang đến các đại lý hoặc là trung tâm bảo hành của đèn sửa nhà tắm Han để được bảo hành một cách tốt nhất. Như anh Đạt vừa giới thiệu thì các bạn nên mang tới trung tâm bảo hành. Nhưng mà như em hay là các bạn chưa hiểu rõ lắm về kỹ thuật thì cũng chưa thể hiểu rõ được là khi mà tháo ra thì sẽ sửa chữa như thế nào. Và ngay bây giờ thì anh cùng thử nghiệm việc đó với các bạn khán giả. Bây giờ mình sẽ thực hành việc tháo rời ra và sẽ hướng dẫn các bạn thay thế những bộ phận quạt thông gió và tụ điện. Trong trường hợp mà quạt thông gió bị hỏng, chúng ta sẽ phải tháo rời ra, tháo mặt ra, tháo bóng ra và chúng ta sẽ kiểm tra. Sẽ có một vài nguyên nhân như sau. Trong trường hợp mà motor bị hỏng thì chúng ta sẽ phải tháo hẳn đèn ra và chúng ta thay bằng một chiếc motor mới. Còn khi đèn bị hỏng mà quạt bị hỏng mà nguyên nhân là do tụ, đây chính là cái tụ để phóng điện để cho dùng cho quạt thông gió, dùng cho motor, thì nếu như phần tụ này bị hỏng thì chúng ta cũng sẽ phải thay thế bằng một chiếc tụ mới. Và trong trường hợp mà đèn bị hỏng quạt thông gió, dù là nguyên nhân là do motor hay là do tụ điện, thì các bạn cũng nên mang đèn đến trung tâm bảo hành hoặc là đến các đại lý chính hãng để được nhân viên kỹ thuật bảo hành. Chúng ta không nên tự thay thế ở nhà vì tránh những trường hợp mà sẽ gây hỏng hóc thêm những bộ phận khác. Vừa rồi thì hy vọng đã cung cấp đến các bạn những thông tin rất là bổ ích. Và các bạn đừng quên theo dõi các chương trình tiếp theo để cùng hiểu rõ hơn về đèn sửa nhà tắm các bạn nhé.